Đặng Luân quan tâm đặc biệt tới Dương Mịch, xưng hô vô cùng đáng yêu. Hiện tại, Dương Mịch đang vô cùng bận rộn khi phải vừa quay hình cho bộ phim mới Định Luật Tình Yêu 80-20. Ngôi sao Cung Tỏa Tâm Ngọc lại vừa phải di chuyển liên tục giữa các sân bay để kịp thời gian ghi hình cho show Trốn Thoát Khỏi Mật Thất mùa 3. Cũng giống như mùa trước, Dương Mịch là nữ nghệ sĩ duy nhất tham gia Trốn Khỏi Mật Thất mùa này. Ngoài ra còn có sự góp mặt của dàn cast Đặng Luân, Hoàng Minh Hạo, Đại Trương Vĩ, Trương Quốc Vĩ và Vương Gia Nhĩ. Cụ thể, khi tập 1 vừa mới lên sóng, Dương Mịch Đặng Luân nhận về cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng khi cả hai có những màn đối đáp khiến người hâm mộ phấn khích và tò mò về những màn tung hứng của đối phương. Bên cạnh đó, trang phục mà nữ diễn viên diện lên người cũng được khán giả chú ý. Nhiều cư dân mạng còn nhận xét Dương Mịch như trẻ ra 5 tuổi khi diện set đồ như vậy. Theo đó, trong phần mở đầu của tập 1, Đặng Luân đang đứng trong nhà núp sau cửa kính và gọi Dương Mịch với giọng điệu vô cùng thân mật không kém phần đáng yêu. Mịch à, mau đến đây với em đi. Ngay sau đó, Dương Mịch liền đáp lại. Gì đấy? Cậu hãy mau ra đây cứu chị đi. Đặng Luân liền tiếp lời. Em không thể ra lúc này được. Trong một diễn biến khác, Hoàng Minh Hạo nhanh chóng chạy về phía Dương Mịch, rồi liên tục gọi tên nữ diễn viên một cách thân thương. Chị Mịch ơi. Một lúc sau khi thấy Dương Mịch lạnh, nam diễn viên hương mật tựa khói xương đã tinh ý ra hiệu cho Hoàng Minh Hạo nhường áo cho đàn chị. Ngoài ra, trong thời gian Đặng Luân ghi hình cho bộ phim Âm Dương Sư, cô đã chủ động đến phim trường Âm Dương Sư thăm đồng nghiệp Triệu Hữu Đình, Đặng Luân cùng đạo diễn Quách Kính Minh. Đặng Luân lúc ấy liền tỏ ra thân thiết, chạy đến tay bắt mặt mừng với đàn chị. Nếu ai đã và đang theo dõi thì đều biết rằng mối quan hệ giữa Đặng Luân và Dương Mịch rất thân thiết. Cả hai đã nhiều lần hợp tác nhưng tình cảm gắn kết của họ bắt đầu nảy sinh từ khi tham gia chung show Trốn Thoát Khỏi Mật Thất. Trước đó, khi tập ghi hình đầu tiên của mùa thứ 2 bắt đầu, cả hai mừng rỡ, ôm nhau trước công chúng. Ngoài đời thực, Đặng Luân nhỏ hơn Dương Mịch 6 tuổi, còn Hoàng Minh Hạo thì nhỏ hơn Dương Mịch đến 16 tuổi. Truyền thông Hoa ngữ nhận xét rằng từ cách xưng hô và hành động thì có thể thấy Đặng Luân trưởng thành hơn. Riêng Hoàng Minh Hạo thì vẫn như một cậu em đáng yêu, lúc nào cũng chạy đến bên chị Dương Mịch. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng Dương Mịch, Đặng Luân khá hợp nhau. Nếu hai diễn viên đóng cặp trong một dự án phim nào đó, chắc chắn sẽ tạo nên phản ứng hóa học cực tốt. Ngoài việc tham gia ghi hình Trốn Khỏi Mật Thất 3, Dương Mịch còn đang bận rộn quay hình cho dự án phim Định Luật Tình Yêu 80-20. Phim Định Luật 80-20 của tình yêu xoay quanh câu chuyện về nữ luật sư độc thân Tần Thi, muộn lòng theo đuổi sự nghiệp nhưng bị cha mẹ mãnh liệt thúc giục kết hôn. Văn phòng luật Đình Cập công khai tuyển dụng luật sư gia đình, yêu đầu đã kết hôn. Anh hai của Tần Thi chưa thông qua cô đã tự ý đem giấy tờ đổi thành đã kết hôn để phù hợp với yêu cầu luật sư gia đình của công ty. Sau khi Tần Thi phát hiện muốn tìm đến Vương lão gia làm sáng tỏ sự thật, lúc này ông xã của cô là Dương Hoa, Hứa Khải xuất hiện, cũng chính là đối thủ cạnh tranh của Tần Thi. Dương Hoa cũng rất tức giận vì bị ép vào tình trạng kết hôn trở thành vợ chồng hợp pháp như thế này. Trải ra khó khăn, cuối cùng Tần Thi và Dương Hoa nảy sinh tình cảm, nguyện ý cùng nhau nắm tay đi đến cuộc sống hạnh phúc phía trước, thẳng tiến đến cục dân chính lãnh chứng kết hôn.